Arsenal hành quân tới làm khách của Crystal Palace trong trận đấu muộn nhất vòng 2 ngoại hạng Anh. Thầy trò ông Mikel Arteta đã có trải nghiệm đầy vất vả trước khi ra về với chiến thắng tối thiểu. Giữa thế trận giằng co, tiền đạo Eddie Nketiah trở thành nhân vật chính trong hiệp 1 với hai pha bỏ lỡ kém duyên. Mũi nhọn của Arsenal dứt điểm dội cột dọc ở phút 29 và lốp bóng vọt sàn ngang trong pha đối mặt thủ môn Sam Johnston ở phút 36. Sang hiệp 2, Eddie Nketiah góp công đầu trong bàn mở tỷ số của pháo thủ. Tiền đạo này khiến thủ môn Sam Johnston phạm lỗi và kiếm về quả phạt đền ở phút 51. Trên chấm 11m, Martin Odegaard lạnh lùng đánh lừa thủ môn, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Tưởng chừng bàn mở tỷ số sẽ giúp Arsenal thi đấu thăng hoa, thì đội khách bất ngờ rơi vào cảnh thiếu người. Hậu vệ Takehiro Tomiyasu liên tiếp nhận hai thẻ vàng chỉ trong chưa đầy 10 phút và bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ người Nhật Bản lĩnh thẻ vàng đầu tiên vì câu giờ trong tình huống ném biên ở phút 60. Tới phút 67, Takehiro Tomiyasu kéo áo Jordan Ayew trong pha bóng không mấy nguy hiểm ở giữa sân để rồi lĩnh thẻ vàng thứ hai. Trong thế thiếu người, Arsenal buộc phải rút tiền đạo Gabriel Martinelli để gia cố hàng thủ bằng trung vệ Gabriel Magalhaes và lùi sâu đội hình bảo vệ thành quả. Ngược lại, Crystal Palace có thời cơ vùng lên ở quãng thời gian cuối trận. Dẫu vậy, tỷ số 1-0 vẫn được giữ nguyên tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chiến thắng trước Crystal Palace giúp Arsenal đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với cùng 6 điểm nhưng kém chỉ số phụ so với Manchester City và Brighton.